Hôm nay toàn tỉnh duy trì thời tiết mát mẻ, cường độ nắng yếu. Do tác động của không khí lạnh nên thời tiết vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục có gió mạnh, kèm theo sóng biển cao từ 2 đến 5 mét, gây khó khăn cho hoạt động đánh bắt. Bà con ngư dân cần đặc biệt lưu ý. Bây giờ là diễn biến thời tiết ở từng khu vực trên địa bàn tỉnh đêm nay 25 tháng 12 và ngày mai 26 tháng 12. Phía Bắc của tỉnh bao gồm thành phố Bà Rịa, thị xã Phú Mỹ, huyện Châu Đức và phía Bắc huyện Xuyên Mộc. Mây thay đổi, đêm không mưa, nhiệt độ 21 đến 23 độ. Ngày mai trời nắng, nhiệt độ 29 đến 31 độ, độ ẩm 72 đến 77%. Khu vực ven biển gồm thành phố Vũng Tàu, huyện Rồng Riềng, huyện Đất Đỏ và phía Nam huyện Xuyên Mộc. Đêm không mưa, nhiệt độ 21 đến 23 độ. Ngày mai trời nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 29 đến 31 độ, độ ẩm tương đối 72 đến 77%. Huyện Côn Đảo đêm không mưa, nhiệt độ 24 đến 26 độ, ngày nắng, nhiệt độ 28 đến 30 độ, gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4, độ ẩm tương đối 65 đến 70%. Hải văn vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu, từ Vũng Tàu đến Côn Đảo, hôm nay có mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Thủy triều tại Vũng Tàu ngày 26 tháng 12, nước lớn mức cao nhất 425cm, và lúc 1 giờ 45 phút, và nước ròng mức thấp nhất 50cm. Lúc 9 giờ 50 phút. Kết quả quan trắc về độ ô nhiễm bụi khói khí thải trong ngày cho thấy chất lượng không khí ở tất cả các huyện thị thành trong tỉnh dao động quanh ngưỡng từ trung bình đến tốt. Dưới ba khu vực đặc thù nhất của tỉnh, thị xã Phú Mỹ, thành phố Bà Rịa và thành phố Vũng Tàu, chỉ số chất lượng không khí AQI đo được tại các trạm quan trắc tự động từ 6 giờ sáng cho đến 18 giờ chiều ngày 25 tháng 12 như sau. Tại trạm quan trắc ngã tư giếng nước thành phố Vũng Tàu, chất lượng không khí đo được ở mức 73, mức trung bình. Chất lượng không khí đo được tại trạm quan trắc trường tiểu học Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ ở mức tốt, với chỉ số AQI là 49. Và chỉ số chất lượng không khí đo tại trạm quan trắc ngã tư đường Phan Đăng Lưu và đường 27 tháng 4, thành phố Bà Rịa ở mức trung bình 68.